Học tiếng Anh cùng bạn. Lesson thứ 18 nhá, 18. Thì bài này rất dễ thôi. Bài này nó cho chúng ta một cái information của một cô gái. Cô này 20 tuổi. Có lẽ là bây giờ nó là rất nhiều tuổi rồi, nhưng mà cái ngày mà đăng lên đây là 20 tuổi. Tên là Amy Roberts. Amy Roberts đến từ England. England là đâu? England là Anh quốc đúng không ạ? Country. Name là Annie Roberts, Amy Roberts. Country, đất nước, quê hương, tổ quốc đó là England. Address, ta có từ address. Từ address này sẽ là mới với các bạn đúng không nhỉ? Từ address này có nghĩa là địa chỉ nhé. Địa chỉ các bạn ạ. Địa chỉ của cô ấy là số 18 Market Street, Manchester. Market là cái chợ, phố chợ, Manchester. Đó. Market, ra cứ hiểu là Market Street là đường dịch nó làm gì cả. Tên đường, Manchester. Thành phố hay là cái huyện hay là cái gì đó, bang Manchester gì đó, số nhà 18. Rồi, ta có phone number. Phone number ta sẽ đọc là 0161 đúng không ạ? Không, chúng ta đọc bằng tiếng Anh, đọc bằng tiếng Anh. Chúng ta đã học 1, 2, 3, 4, 5 rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc số 0 là gì nhỉ? Số 0 các bạn lại không biết đúng không ạ? À, mới dạy, học chưa dạy số 0 các bạn thì phải. Bây giờ chúng ta sẽ trả lại số 0 nhé. Số 0 chúng ta viết bằng chữ N, Y ngắn và Y dài. Thì số 0 này đầu sẽ dạy các bạn một phát hai từ không luôn, có hai từ không nhé. Thì số 0 ta có hai từ, đó là từ new. Từ new nhé, từ này là y này, y và thì là new, new là new, không phải là no. Thì new là không, nhưng mà không cái từ không này nó là từ không này là sử dụng cho cái số lượng. Số lượng tỷ số hay là ví dụ trong bóng đá đấy. Thường số lượng không ghi được bàn bóng nào thì là số lượng. Đấy, thì thường là như vậy. Thường là nếu là không có gì à, không có. Thế còn cái zero, zero là cái số 0. Zero là cái số 0. Số 0 là số đếm đấy. Thì khi đọc số điện thoại thì chúng ta đọc là thì ta sẽ đọc là zero. 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 Hoặc là zero luôn đọc. Zero. Không được đọc là zero nhé, nó chính là zero đấy, nhưng mà ta zero là tiếng Việt, tiếng Anh là zero, còn tiếng còn từ là từ new, từ new, còn từ new. Thế còn có từ chúng ta có một từ lâu khác, chúng ta có một từ lâu khác, là từ lâu. Từ lâu này nó là cái từ no, nó là từ không, không phải nhá, nó từ không phải, nhá, không đúng chứ không phải là số lượng hay là số đếm nhé. Đấy, tiếng Anh nó khác nhau như vậy. Đấy, tiếng Việt ta chỉ một từ không thôi. Đó. Nhớ nhé, số 0 này. Di dầu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đọc cái số điện thoại này là di dầu. Di dầu 161 929 5837. Đấy, chốc nữa các bạn sẽ nghe xem trong băng ghi nó đọc giống mình không. Đó. Có thể nó đọc new sao lâu lắm mình học giáo trình này mình cũng không nhớ, nên các bạn nên nó cứ dạy các bạn hai từ, từ new và từ di dò, thì nó sẽ chọn từ di dò theo kiến thức của mình vẫn trước đây, đó là di dò 1 6 1 9 2 9 5 8 3 7. Còn 8 là 20. 20 ta đọc học rồi, 20 là gì? Là 20, 20 là 20, 12 là 12, 20 là 20, đúng không? 20, khá là khó đọc đúng không? Nên nó cho ta từ 20 này để ta luyện tập đấy. 20. Rồi, job, job là nghề nghiệp, là student. Còn marriage là kết hôn đấy, mấy khi ta kết hôn học rồi. Là no, no đấy là không, đúng không? Không đúng, đấy, tức là không phải, chưa kết hôn. Đấy, anh thấy ạ. Ta có từ age, A là tuổi tác hay là già đi. Đó, ta có từ age là tuổi tác nhé các bạn nhé, tuổi tác, age, tuổi tác, ai có tuổi đúng không ạ, ai có tuổi và càng sống không biết cái gì nhiều hơn không, tiền có nhiều hơn không, kiến thức nhiều hơn không, nhưng chắc chắn tuổi nhiều hơn nhé. Rồi bây giờ ta đã xong, hiểu biết hết về thông tin của cô bé này rồi, các bạn nào thích thì có thể tán. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các câu hỏi ở phần bên dưới. Câu hỏi thứ nhất là what's your name, cô tên gì? What's her name? Quá quen, ta học suốt này. What's your name? What's his name? What's her name? What's your job? What's her job? Ta học bài trước, quá đơn giản. Thì ta nhìn thấy ngay.
Army is the worst. Đúng rồi. Bây giờ nó sẽ hỏi là where? Ở đâu cô ấy? England. Thì ta sẽ đọc là gì? Ồ, cô này quá quen đúng không? Where she from? Ồ, quá quen, quá đơn giản. Đúng không? Tiếp theo là có what's her? What's her? What's her? What's her? Ở đây câu này khó này, câu này mới khó. Ở đây có hai câu what's her? Đấy, what's her? Đấy. Rồi là how old is she? How old is she? Rồi là tiếp theo câu trả lời là gì? Đấy, tiếp theo là câu 6 là what? Chấm 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 hỏi. Rồi câu số 7 là is she low seated? Bây giờ các bạn dừng lại video ở đây. Các bạn điền cho mình tất cả những cái chỗ còn trống. À, theo cái tư duy, cái suy nghĩ của bạn đoán thôi. Không cần phải chính xác nhỉ. Làm không cần phải chính xác. Làm là có làm để cho cái não bạn hoạt động. Nhá. Các bạn phải bỏ não hoạt động đi nhá. Não hoạt động đi, cứ ngồi nghe đọc anh nói mãi. À, trong cái video não bạn nó không hoạt động, nó thụ động, nó chờ đợi anh đọc trả lời, nên các bạn dừng lại video này và bỏ não hoạt động, viết ngay các bạn viết luôn vào cái ô trống ở dưới này nhá. Ok, mà rồi sau đó các bạn xem tiếp. Ok, quá tuyệt vời. Bây giờ coi như là các bạn đã động não đi. Bây giờ Lộc coi như các bạn đã động não, các bạn đã nghe theo và làm theo lời của Lộc nhá. Dù là không biết gọi con người thật hay không, người Lộc cứ coi là các bạn là người chăm chỉ nhá, công nhận các bạn là người chăm chỉ. Bây giờ chúng ta đã biết là where she from rồi. Câu số 2, câu số 1 bỏ. Học suốt từ mấy bài rồi bây giờ rồi. Bây giờ câu số 3. Chúng ta sẽ có là what's her? What's her job à? Không đúng, what's her job không đúng. Bởi vì nó đang trả lời là cái địa chỉ của cô ấy cơ mà. Thì chúng ta phải hỏi là địa chỉ của cô ấy. Đó, đúng không ạ? What's her job là nghề nghiệp cô ấy. Thì giờ ta hỏi địa chỉ cô ấy cơ. Thì what's her địa chỉ? What's her địa chỉ là gì? Từ địa chỉ là từ address, đúng không ạ? Đây, địa chỉ đây, đúng không ạ? Địa chỉ là address các bạn vừa học đây rồi. Đó. Địa chỉ thì chúng ta sẽ hỏi what her address. Đó. Ta điền ngay từ address đây, what her address. Đấy, thì các bạn hiểu à, thì ra cách đặt câu hỏi với động từ to be là như thế, đúng không? Chúng ta chỉ cần thêm cái đuôi vào đằng sau. Cái đuôi này chính là cái từ address, này chính là cái từ màu đen. Thế thôi, đúng không? Đấy, tương tự vậy các bạn sẽ làm là câu số 4 rồi, đúng không? Câu số 4 nó sẽ là what her. Her gì? Her phone number. Điền từ màu đen vào thôi. Phone number là bộ anh ơi, phone number là gì? Phone là cái điện thoại, iPhone các bạn dùng suốt ngày. Còn number là số thôi. Đây, number là số. Đấy, ok chưa? Number là số. Đấy, thì số mà đi với điện thoại thì là số điện thoại chứ còn là gì nữa. Đơn giản quá, dễ hiểu đúng không? Yeah. What's her phone number? What's her phone number? What's her phone number? Thì ta sẽ trả lời là 0 1 6 1. Đấy, các bạn ghi vào gọi điện cho cô ấy và tán cô ấy nhá. 9 2 9 5 8 37. Ok. Bây giờ câu số 5 mới khó này. Hỏi anh ấy từ cái bài học đầu giờ em không nhìn thấy câu này, không hiểu câu này. How old is she? How old is she? Thì anh ta viết là từ old. Thì giờ mình sẽ học các bạn, thì mình sẽ cho các bạn từ old. Từ old là có nghĩa là già. Thì câu này tức là how old is she? Cô ấy già như thế nào đấy? Ví dụ hỏi là how is she đúng không? Các bạn hỏi là how is she là gì? How is she là cô ấy như thế nào? Bây giờ có thêm chữ già vào thì có nghĩa là cô ấy già như thế nào? Là như vậy. Bảo anh dạy tan pha trò cười. Cười thì các bạn mới vui chứ, mới tỉnh táo chứ, mới học được chứ nha. How là tính từ tuổi tác hay là già. Già, độ già. Độ già đấy, kiểu thế. Khoảng già già như nào. Bạn hiểu là ý là cô ấy già bao nhiêu, cô già bao nhiêu. Đấy, cô già như thế nào. Thì chẳng hạn là 20 tuổi, 20 tuổi là trẻ chứ già gì. Nha. Nên ta phải dịch là cô ấy bao nhiêu tuổi đúng không? Hỏi tiếng Anh nó hỏi như vậy nhưng mà ta dịch là 20 tuổi. Cô ấy bao nhiêu tuổi? How old is she? À thì bây giờ bạn vỡ thành điều. Trước là tôi chỉ hỏi how is she thôi, đúng không? Hỏi how is she thôi nhưng bây giờ phải hỏi how old. Thì thì các bạn mới phát hiện ra một một cái điều rất là nghịch lý. Bạn ghi ngay vào vở nhá, ghi ngay vào vở, thống kê ngay vào vở. Đó là ta hỏi what, hỏi where, đúng không? Hỏi what, hỏi where. Thì cái đuôi thì cái tự trừ một thì cái thì những cái chữ màu đen này, name, country, address này, nó ở cuối cùng, nó ở cuối câu. Thế nhưng mà riêng cái thằng hỏi how thì nó lại đáp lên đầu. Đấy, nó lại đáp sau cái từ how luôn, how old luôn, đúng không? How old tức là già như thế nào luôn. Đấy, là cô ấy luôn. How old già như thế nào là cô ấy. Đấy các bạn chép luôn câu này ở vở. Đấy, ghi nghĩa của nó ra. Già như thế nào là cô ấy, xong bên cạnh nó khác với what's where. Bởi vì what's where cái từ màu đen này, cái nội dung cần hỏi này, cái nội dung mà cần
điều tra này, nội dung cần biết về cô ấy này, nó thêm một cuối cùng. Thế còn riêng cái hỏi tuổi thì lại ở đây. Đó. Tức là riêng vì với how nó lại ở đây. Thì sau này chúng ta sẽ thấy là cứ từ nào đi với how thì nó lại cứ ở nằm ở chỗ đấy. Sau how và trước động từ to be, trước cái y đó. Đấy. Cô ấy già như thế nào? Đấy. Cô ấy béo như thế nào? Cô ấy gầy như thế nào? Cô ấy yêu anh nhiều như thế nào? Cô ấy say đắm anh như thế nào? Đấy. Cô ấy đang nhớ anh như thế nào? Đấy. Là biết nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ luôn luôn nằm ở cái vị trí của từ âu này. Thế đấy rất tuyệt vời. Em bảo là ok, em học một kiến thức mới rồi. Cảm ơn anh, quá tuyệt vời đúng không? Thế bây giờ ta sẽ có câu 6 và câu 7 là quá đơn giản. Câu 7 nó là chính là EC, chính là cái cấu trúc của bài học trước thôi. Đó. Cấu trúc của bài học trước đó là to be cộng với chủ ngữ luôn. To be cộng với chủ ngữ luôn. Đấy, thì EC cô ấy là cô là gì? Cô là độc thân hay là kết hôn đúng không? Cô là độc thân hay kết hôn? Thì chúng ta sẽ hỏi là is she married? Đúng không? Is she married? Là cô đã kết hôn chưa? Thì trả lời low là chưa. Chưa từng. Là không, không từng. Là chưa từng. Đấy. Low có nghĩa là chưa nữa nhé. Các bạn nhé. Ghi ngay, nốt ngay, take nốt ngay. No có nghĩa là không, nhưng nghĩa là chưa. Đấy. Cô ấy chưa. Đấy. She isn't. She isn't là chưa. Cô ấy chưa từng. Đấy. Cô ấy thì không phải. Cô ấy thì không phải. Thế cái câu hỏi này, các bạn thể trả lời một cái từ low này được, một cái từ low này được. Nhưng trả lời như thế thì nó rất là mất lịch sự, phải trả lời thêm cái đuôi season này nó lịch sự hơn. Season có nghĩa là cô ấy thì không phải, cô ấy thì không phải, nhưng nó lịch sự hơn. Trả lời tắt cũng được, người ta hiểu chứ, nhưng mà nó không lịch sự nhá. Thì như vậy các bạn hiểu là is she married, điền từ married vào đây. Thì vậy là không có what, không có where. À, không có what, không có where thì nó vẫn là ở cuối câu. Cái đen đen này nó vẫn là cuối câu, những cái thông tin, cái từ đen này nó vẫn ở cuối câu. Thế còn câu còn từ how là ở giữa thôi. Rồi ta quay lại câu 6, câu 6 khó nhất. Thì đọc để làm cuối cùng. Câu 6 này là có mỗi từ what thôi. Nó có mỗi từ what thôi. Mỗi từ what. Thì cái phần nào chưa hỏi nhỉ? Ta hỏi merit rồi, hỏi tuổi rồi. Đó, thì còn ở đây thôi, student rồi, chưa hỏi rồi, student. Thì ta sẽ hỏi làm sao? Thì trả lời student này, tức là nghề nghiệp, đúng không? Chuyên nghiệp, ta mới học bài trước xong. Đây, nghề nghiệp đây. I am student này thì cô ấy student, cô ấy là một học sinh thì là she is student ạ, she is a student, she is a student, she is a student. Thế thì câu ra có câu trả lời rồi, ok. Câu trả lời, thế câu hỏi là gì? Câu hỏi đấy, ở đây đấy. What's the door? What's the door? Điểm ở đây, what's the door? Xong. Đấy. Ok, con hiểu nhỉ? Thế thì còn các bạn, thế thì là coi như là phần này là xong. Thế thì lát nữa mình sẽ bật lại cho các bạn nghe. Thế nhưng mà mình sẽ bật nghe và cho các bạn kết thúc luôn. Nên là mình sẽ dạy luôn các bạn phần. Nên là mình sẽ chỉ luôn các bạn phần bên dưới. Phần bên dưới là đọc và lắng nghe. Đấy, sau đó thì lại trả lời. Thế là bây giờ nó cung cấp cho ta một số cái thông tin như này. Là EC from London, Liverpool, Manchester. Tức là cô ấy đến từ London hoặc là đến từ Liverpool hoặc đến từ Manchester. Đấy. EC 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi. EC 13, Is she 16, 18, hay 20? Đấy. 16, 20, 18. Hay sau đó là is she a teacher? Cô ấy là một giáo viên. Hoặc a nurse là một y tá. Hay là a student là một học sinh. Đúng không? Sau đó là is she married? 16 tuổi cưới chồng cái gì? Đúng không? Is she married? Đấy. Cô ấy đã kết hôn chưa? Đúng không? Cô ấy đang kết hôn phải không? Đó là hỏi như vậy. Thì đây là câu hỏi. Đúng không? Câu hỏi thì câu trả lời nằm bên dưới. Nhưng bảo ô thế nó hỏi như vậy đi trả lời em biết gì mà trả lời, thì yêu cầu ông ta phải nghe nhá, yêu cầu ông ta phải nghe nội dung của bài nghe xong ta điền vào đây. Đấy, các bạn có thể what's the phone number này, các bạn điền y hoặc y not thôi nhá, rất đơn giản, các bạn cứ đoán bừa đi. Bây giờ các bạn đoán is và y not, hoặc là bây giờ nhá, các bạn điền y hết, điền chữ is, điền chữ is này, c mà her phone number cũng đi với is, c này cũng đi với is, c ở đây cũng đi với is, c ở đây cũng đi với is, tất cả điền y hết. Nếu như nó chẳng may, nếu như chẳng may câu đấy nó là phủ nhận thì các bạn thêm not là xong. Đấy, thêm dừng là xong, thêm cái n phải t là xong. Đấy, điền trước như vậy thế đó. Đấy, thì cái kiến thức bài này nó chỉ là như vậy thôi. Thế nhưng mà cái kiến thức quan trọng nhất ta gọi phải nhớ là trả lời low và trả lời yes. Đấy, bây giờ nó mới có kiến thức cuối cùng ở đây, nó mới khó như này. Anh không dạy sớm, dạy sớm thì dễ thôi. No hoặc yes rồi thì no là chưa, là không, thì yes là có, là vâng, là đúng rồi. Rất đơn giản thôi. Thế còn no nó đi với she isn't, tức là e not. Thế còn she is đúng không? Đó, là đi với yes.
She is new yet. Tức là cách công nhận như vậy yes, cách phủ nhận như vậy isn't, dễ quá. Phủ nhận như vậy isn't. Tức là phủ nhận đi với no, isn't đi với no. Công nhận she is đi với yes. Quá đơn giản, anh không dạy sớm, đơn giản đúng không ạ? Các bạn ghi vào thế là xong. Đây, grammar support đây. Các bạn viết lại, chép lại, ghi thế là xong. Rồi, bài học đây chấm dứt và các bạn nghe thôi. Tape script 3.4. 1. What's her name? Amy Roberts. 2. Where's she from? England. 3. What's her address? 18 Market Street, Manchester. 4. What's her phone number? 0161 929 5837. 5. How old is she? She's 20. 6. What's her job? She's a student. 7. Is she married? No, she isn't. Tape script 3.4. 1. What's her name? Amy Roberts. 2. Where's she from? England. 3. What's her address? 18 Market Street, Manchester. 4. What's her phone number? 0161 929 5837. 5. How old is she? She's 20. 6. What's her job? She's a student. 7. Is she married? No, she isn't.